Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Tech Shop. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một dạng sản phẩm để các bạn có thể sử dụng cạo râu dành cho khuôn mặt của các bạn. Đúng rồi, cái sản phẩm này chúng ta cùng nhau tìm hiểu đấy chính là xà phòng cạo râu. Và trước tay mình đây là xà phòng cạo râu của Brosho. Phải nói thật với các bạn nhé, với bản thân mình thì các dòng sản phẩm xà phòng cạo râu sẽ là một trong những cái ưu tiên lựa chọn của bản thân mình thay vì những dòng sản phẩm như gel hoặc là những dòng sản phẩm như kiểu bọt cạo râu. Bởi vì tại sao? Nó đem lại cho mình cái quá trình sử dụng nó thoải mái hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Cái cách sử dụng của nó thì nó sẽ tất nhiên là sẽ cầu kỳ hơn so với cả cái việc mà các bạn sử dụng các dòng sản phẩm bọt cạo rồi. Thường đối với cả bọt cạo râu thì các bạn chỉ cần lắc đều, bơm ra tay rồi xoa lên khuôn mặt chúng ta, sau đó chúng ta bắt đầu cạo đúng không? Nhưng mà đối với xà phòng cạo râu thì các bạn sẽ cần phải có một chiếc chổi và một chút nước để các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm bọt cạo râu này. Cách sử dụng của nó thì cũng khá đơn giản, các bạn xịt nước vào trong cái sản phẩm xà phòng cạo râu của chúng ta, lấy chổi đánh đều để chúng ta lấy được cái bọt và một lượng sản phẩm vừa đủ là các bạn có thể sử dụng lên khuôn mặt thôi. Nhưng mà tất nhiên đối với cách này nó sẽ cần chúng ta phải đầu tư nhiều hơn dành cho các cái thiết bị để chúng ta sử dụng đi kèm, như kiểu là dao cạo hoặc là chổi là những thứ cơ bản nhất mà các bạn phải có. Cái hay ở trong trường hợp này là các bạn sẽ tiết kiệm được kha khá cái lượng sản phẩm các bạn đang sử dụng. So với cả gel, so với cả bọt thì đây sẽ là những cái phương án các bạn sử dụng nó đơn giản hơn. Với một cục xà phòng như ở đây mình đang có thì các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng đến cả 5, thậm chí là 2 năm thì các bạn mới có thể sử dụng hết nếu các bạn sử dụng cho nhu cầu cá nhân. Còn đối với anh em mà sử dụng dành cho barber hoặc là những cái quán cắt tóc thì mình nghĩ những cục xà phòng như này nó sẽ là những khoản đầu tư xứng đáng hơn so với cả những cái dạng sản phẩm bọt. Mà bên cạnh đó nó vẫn đem lại những trải nghiệm tốt cho khách hàng cũng như là người sử dụng. Ví dụ ở đây mình đang có hai sản phẩm này, một sản phẩm là màu đỏ. Đối với sản phẩm này thì nó sẽ đem lại cho các bạn cái trải nghiệm nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó hơi ấm ấm, hơi nóng nóng ở phần da mặt của các bạn một chút xíu. Nó tạo cho các bạn một cảm giác trải nghiệm nó khá thoải mái, nó khá là smooth thôi. Còn đối với cả sản phẩm màu xanh ở đây thì nó lại là một sản phẩm đem lại cho bạn cái sự mát mẻ, cái sự thoải mái khi mà các bạn sử dụng cái sản phẩm này. Còn bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm thử cái dòng sản phẩm này để các bạn có thể cùng thấy được cái cách sử dụng của nó sẽ như thế nào nhá. Như mình đã nói thì với cái cách sử dụng sản phẩm này thì cũng sẽ khá đơn giản. Chẳng qua là các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một chiếc chổi để chúng ta có thể đánh được cái bọt của chúng ta ra và chúng ta có thể apply được cái sản phẩm này lên cái làn da của chúng ta thôi. Còn về cái sản phẩm sử dụng thì mình sẽ xin phép sử dụng sản phẩm xanh nha, bởi vì nó đem lại cho mình cảm giác nó mát lạnh khi mình sử dụng hơn. Đó, khi các bạn mở cái sản phẩm ra này thì các bạn hãy nhớ hộ mình cái bước đầu tiên là các bạn sẽ thêm một chút nước vào trong cái sản phẩm của chúng ta. Một chút thôi, tất nhiên là ở nhà thì các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng những cái đầu phun nước nhẹ nhàng thôi. Còn ở đây thì mình sẽ đổ một chút nước vào khoảng tầm từ 5 đến 7 ml. Thứ nhất là mình vừa lấy cái nước để mình lấy cái sản phẩm. Thứ hai là mình vừa lấy cái nước này để mình làm ẩm cái da mặt luôn nha. Đó, các bạn hãy nhớ là để cái chổi vào chúng ta sẽ ngoáy đều nhẹ một chút xíu, ngoáy nhẹ thôi, đừng ngoáy quá mạnh. Khi cái lượng sản phẩm vừa đủ rồi ấy thì các bạn hãy bôi lên cái phần da mặt của các bạn. Đó. Sau khi đã bôi được một lượng sản phẩm vừa đủ lên da mặt rồi thì đây sẽ là cái lượng sản phẩm cần thiết thôi nhá. Nhìn có vẻ hơi sai bởi vì là chúng ta đang thấy nó hơi thiếu bọt đúng không? Nhưng mà đây là cái lúc để các bạn có thể cầm chiếc chổi này chúng ta đánh tan cái sản phẩm cũng như là tạo bọt ở trên cái làn da của chúng ta. Cái bước này nó khá là hay ở cái chỗ là gì? Các bạn vừa tạo được cái bọt dành cho cái da mặt của bạn và bên cạnh đó nữa thì nó cũng là cái sản phẩm bọt nó từ từ làm mở cái lỗ chân lông của các bạn ra và từ đó chúng ta sẽ có quá trình vệ sinh da mặt nó thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Và các bạn hãy nhớ mình nhá, ở trong cái bước này ấy, muốn nó hiệu quả ấy, thì các bạn không được để chiếc chổi cạo của các bạn nó bị quá khô. Hãy để chiếc chổi cạo của bạn nó có độ ẩm để cái bọt của chúng ta lên đều hơn. Và bên cạnh đó khi mà chiếc chổi cạo của các bạn đủ độ ẩm thì cái da mặt của các bạn khi mà tiếp xúc với cả cái chổi cạo này nó cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, nó không bị quá đau nha. Sau khi đã đánh bọt xong thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc dao cạo của bạn. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn nhé. Nếu các bạn thích những chiếc dao cạo thay lưỡi lam cổ điển thì các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng. Còn đối với mình thì mình sẽ sử dụng những cái dao cạo có đầu thay thế nhé. Nó tiện lợi cho mình trong cái quá trình sử dụng. Và bên cạnh đó với 5 lưỡi như thế này thì mình cũng sẽ có quá trình cạo nó nhanh và nó sạch hơn. Và đó, như các bạn có thể thấy, sau quá trình cạo mặt chúng ta cũng sẽ có một chút cái lượng sản phẩm dư thừa ở trên mặt. Tất nhiên các bạn cũng hoàn toàn có thể lau qua với nước, hoặc đối với bản thân mình thì mình cũng chả cần đi xả lại nước ngay lập tức. Trong quá trình này mình sẽ sử dụng thêm một sản phẩm AutoShape, và hiển nhiên là cái sản phẩm AutoShape mình sử dụng cũng đến từ Brosho luôn. Apply đều một lượng sản phẩm vừa đủ lên làn da của các bạn, thứ nhất là bù lại độ ẩm, thứ hai là nếu trong quá trình các bạn cạo râu vừa rồi ấy mà gặp phải tình trạng bị xước hoặc là bị gặp bất kể vấn đề gì với làn da của các bạn thì cái sản phẩm này cũng sẽ hỗ trợ các bạn làm liền cũng như là phục hồi những cái vết thương hở của bạn nó nhanh hơn.
Đó, nó sẽ đem lại cho chúng ta một quá trình cạo râu nó có trải nghiệm tốt. Bên cạnh đó nữa thì cái độ ẩm của làn da các bạn vẫn sẽ được đảm bảo. Nó làm cho các bạn có một cái trải nghiệm thích thú hơn với cả cái việc cạo râu. Bên cạnh đó cái việc cạo râu của các bạn cũng sẽ trở nên đơn giản, gọn gàng mà lại còn hiệu quả hơn nữa. Và ngoài ra mình cũng phải nhắc lại với các bạn là với anh em nam giới ấy, khi mà chúng ta có râu quai nón hoặc là đặc biệt những bạn nào như mình chúng ta hay cạo râu ấy, thì các bạn phải nhớ hộ mình là cái việc bổ sung một lượng sản phẩm aftershave lên sau khi chúng ta cạo mặt là điều cần thiết. Nó sẽ làm cho da các bạn nó đỡ bị khô đi, nó làm cho những cái vết thương hở của bạn được phát hiện và lần sau các bạn sẽ phải nhẹ nhàng hơn với cả những cái vùng như vậy. Bên cạnh đó nữa thì những dòng sản phẩm cao cấp như này cũng sẽ làm cho cái da mặt của bạn sau mỗi lần cạo nó không bị khô và từ đó các bạn sẽ có một cái da mặt nó thoải mái, dễ chịu hơn, các bạn sẽ không bị lười cạo mặt nữa nha. Và tất nhiên nếu các bạn đang cần bọn mình review cũng như là đang cần bọn mình hỗ trợ thêm về những dòng sản phẩm liên quan đến râu mà bọn mình đang có thì các bạn cũng hoàn toàn có thể nhắn tin cho cái fanpage của The Shop để bọn mình có thể được trực tiếp tư vấn cũng là hỗ trợ các bạn thêm về những sản phẩm thời điểm hiện tại bọn mình đang có, hoặc đơn giản là các bạn đang cần bọn mình hỗ trợ thêm về các dòng sản phẩm tạo kiểu thời điểm hiện tại bọn mình đang có thì hãy nhớ bảo bọn mình nha. Và ngoài ra thì nếu các bạn đang cần bọn mình review thêm về bất kể sản phẩm gì thời điểm hiện tại đang có mặt tại The Shop thì hãy nhớ để lại dưới comment nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.